nhắm mắt thấy tôi quay về, về với bữa cơm nhà mà bao lâu tôi bỏ qua. Nhắm mắt thấy ba mẹ ngồi bên đứa em thơ dại, nhìn lại năm tháng qua. Tôi học cách yêu thương người khác tôi và bao dung cho người ghét tôi. Tôi học cách xua đau thương bằng nụ cười và bằng niềm tin ở con người. Nếu một mai tôi có bay lên trời thì người ơi, tôi đã sống rất thành thơi. Và nếu một mai tôi có đi qua đời thì người ơi, tôi đã sống rất tuyệt vời. Phải luôn sống chân thành, phải giữ trên môi nụ cười, vì thằng đàn ông như con phải hiểu thấu tình người. Thương hạt thóc mà cha ngày đêm vất vả, thương mái tóc bạc phơ của bà bên hiên vắng, mà giờ người về nơi đâu rồi. Để giờ tôi học cách yêu thương người khác tôi và bao dung cho người ghét. Và bằng niềm tin ở con người. Nếu một mai tôi có bay lên trời thì người ơi, tôi đã sống rất thành thơi. Và nếu một mai tôi có đi qua đời thì người ơi, tôi đã sống rất tuyệt vời. Corona phú quốc, nơi vật may đón chờ, hân hạnh đồng hành cùng chương trình.